nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn là một cái loại bột mì dè mà làm hai loại bánh, một loại bánh là nước cốt dừa và một loại bánh là đậu xanh. Đó, như vậy thì với cái cách làm á, thì đây là cái bột mì dè nè. Bột mì dè này nó cũng như mấy cái bột khác thôi, nhưng mà cái này thuộc cái dạng của nước ngoài đó, của Campuchia gì đó nghe các bạn nha. Thì bữa nay bà Năm bà làm bánh, bà Năm mắm này, bà làm bánh này các bạn nha. Mà cái bột này nè, bây giờ với cái liều lượng mà pha đó, thì 100 gram bột này nè với 100 gram đường và 800 gram nước. Lẽ cho các bạn dễ hiểu để mà dễ làm thôi nha, chứ bữa nay là gia đình mình làm tới 300 gram bột rồi nghe các bạn nha. Tới hai thứ bánh đó. Tới hai thứ bánh cho nên nó mới tới 300 gram bột lận. Rồi bây giờ bắt đầu nè. Để bắt đầu nè, mình sẽ đổ bột vào nồi nè. Đổ 300 gram bột vào nha. Rồi ở đây 300 gram bột nào mà mình đổ một số lượng nước ít để mình lượt nha các bạn, để mình quậy lên mình lượt á. Mình nói rõ cái chỗ này nè, 100 gram bột nó 800 gram nước thì mình đổ chỉ có 400 thôi, để mình khuấy cho nó đều lên thôi. Còn 400 gram nữa đó ha, chừa lại 400 gram nước đó nghe, chừa lại để một chút nữa gia đình mình làm, các bạn sẽ thấy. Bởi vì cái này nè dễ làm, nhưng mà nó có cái khó là đổ nước vô một lần một đó, là một lát đó, có lửa lên đó mình khuấy á, nó không có chín đều được đâu. Cho nên á, là mình đổ phân nửa cái lượng nước đó đó là cái ý muốn để là mình khuấy xong rồi mình phân nửa sau đó mình chế vô từ từ vậy nè, nó mới đều bột được đó. Cho nên mới chừa lại phân nửa. Phần nữa là cái liều lượng, tức là 100 gram bột, 100 gram đường và 800 gram nước đó nha các bạn nha. Còn muốn làm nhiều thì nhân lên. Của mình á là thường thường nó cũng có hơi cái này nè, không biết cái gì đây nè. Đó, cho nên mình phải lượt lại nha. Mình lượt lại rồi mình bỏ cái tạp chất này ra. Không nè. Đó rồi bây giờ mình lượt nè. Tại vì bột này nó cũng hơi bụi các bạn, mình phải lượt các bạn. Nè. Cái này là cái cây của bột mình về đó, bụi cây của bột mình về. Mình lượt xong rồi nè, mình để 300 gram đường nè, chè này nè là lúc nào nó cũng có những cái tạp chất vậy đó nha các bạn, chứ không phải là nó dơ đâu nha, cái loại này nó vậy. Cho nên mình làm là mình phải lượt, mình lượt xong đi rồi mới đổ đường vô đó, mình quậy cho nó đều lên. Rồi bây giờ mình quậy cho nó tan ra ha. Bỏ lên. Mình phải quậy liền tay. Mình quậy liền tay nha. Đang khuấy bột mì dè thì tôi làm nước cốt dừa này nha. Bây giờ nước cốt dừa này dễ lắm. Nửa ký nước cốt dừa nè, nửa ký là 500 gram đó. Đó, nửa ký nè, tôi đổ vô cái nồi này trước. Đó. Ở đây là một muỗng dung như thế này nè, một muỗng canh dung nè là 50 gram. Rồi tôi đổ vô, đó. Với 30 gram đường. Quá dễ làm luôn. Rồi bỏ vô luôn à, là một ít muối vậy thôi, nửa muỗng cà phê nha, chứ không phải nửa muỗng canh này đâu. Rồi đó nha, đó nè, một ít thôi, đặng cho nó mặn quậy lên, quậy đều lên đó, cũng dễ làm quá. Mấy cái này không có khó gì trơn á. À, cái bánh này á, nó dễ đó, nhưng mà lưu ý cái này nha các bạn nha, lưu ý là 800 gram nước trên 100 gram bột đó, thì mình chỉ đổ có phân nửa nước thôi nha, phân nửa nước là mình khuấy nha. Rồi chút xíu nữa nè, nó đặt cái mình còn nữa đó, mình đổ vô. Tay mình thấy liền liền, bột bớt lửa rồi chứ. Đây giờ bắt đầu bớt lửa nè, nó đặt vậy đó là bớt lửa, để thêm nước nha. Lửa xuống rồi mới đổ phân nửa còn lại, phân nửa nước lọc còn lại nha, như vậy nó mới chín được cái bột.
Lúc này là phải hạ lửa xuống, không để lửa lớn, rồi khuấy tay khuấy đều nữa. Khuấy mà mình thấy cảm thấy nó đặc vậy nè, các bạn thấy nó đặc mà nó còn đục vậy nè các bạn. Mình phải khuấy chừng nào cho nó trong mà nó dẻo mình hãy đổ ra. Khuấy đều, khuấy đều. Nếu mà khuấy không đều thì nó khét ở dưới. Bạn phát là bạn khuấy liền tay mà lửa như nhẹ nha. Nó trong lên rồi đó, nó trong lên là nó ra nó chín đó. Hãy nó trong lên là nó chín. Đó, đặt rồi đó, đặt rồi đó, trong đặt thôi, chưa có trong nha, chút nữa. Phải trong hơn nữa, trong mà thấy éo không được. Đó, đó, gần trong rồi đó, mà cũng phải trong nữa mới được. Nè, nó lỏng như nè ha, nó lỏng như nè. Trong thấy cái giá. Ồ, nó trong nữa mà thấy luôn á. Giống như này bạn. Trong suốt luôn. Từ bên đây trổ qua tới bên kia luôn, đó mới thật sự là chín đó. Thấy cũng dễ ghê không, không có gì khó hết trơn. 100 gram nè, đó là đổ nhiêu nước đây? Được rồi em. Ngâm rồi, ngâm nó một tiếng đồng hồ. Xong rồi, do sạch gì đó, rồi đổ nước y như vậy nè. Nè đó. Rồi nấu cho thì nó thành khô nè. Nấu là nè, nấu nấu rồi nè, nó khô rồi các bạn nha. Nè, nấu cái nó khô rơm vậy nè. Vậy thôi dễ quá mà, đậu xanh mà nấu thường xuyên hoài chắc đó. Đổ bột ra nè, đó đẹp ghê không? Đó thôi, thôi không đó, bà Năm bà kêu tôi thôi giờ đổ vô cái chén đó, nửa chén thôi đó. Làm cái này đó phải hai ba người làm. Hết đi hả? Không sao. Đó, ngon quá. Rồi đổ thêm một lớp nữa đó, đổ đậu xanh lên. Rồi xong rồi cái mình đổ thêm một lớp bột mì dè lên. Mì dè, măng dè gì đó, nó cũng giống giống. Rồi, đó, tráng lên trên cái mặt. Tráng lên, tráng lên. Rồi cho nó đầy lên luôn. Đó, vậy là xong phải không? Thì bây giờ mình bắt lửa lên, mình khuấy, khuấy cho nó đều lên cái. Đó, giờ mình làm rồi các bạn thấy ha. Làm thì nhiều khi nó cũng hơi vụng về chút nha các bạn nha. Cái này mình phải khuấy lát cho nó sệt lại, nó tương trợ như bột mình mới đổ lên được các bạn. Đây, nước dừa này mình thắng, mình khuấy cho nó đặc nè, khuấy đặc đi nè. Khuấy dừa xong rồi mình đổ, các bạn khéo tay đổ làm sao mà cho nó đều lên cái mặt bánh á. Bánh thì phải khéo tay các bạn nha, mình thì hơi vụng về. Thành ra là mình làm mấy cái bánh này nè nó không được đẹp gì lắm. Còn cái này nè phải làm cho nó bằng đều vậy nè, nó mới trở thành những cái bánh da lợn vậy đó. Thì bây giờ nè mình đem mình để vô tủ mát đi cho nó lạnh, nó đặc 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 lại ăn nó ngon vậy lắm. Còn nó nguội nó còn nóng vậy nè, nó nhão. Ba mình thấy đã mèo lên đâu ba. Năm nói là mình này làm là xong. Này là để muối mè lên nè. Để trang trí cho nó đẹp và nó thơm nữa. Mè mình phải rang luôn đó. Phải rang, mè phải rang thì nó mới thơm. Cái bột mì dè này nè, mình để vô ngăn mát đi là ăn nó ngon dữ lắm, không có sợ như mấy cái bột kia nó cứng đâu nha các bạn ha. Cái bột này nó lạ lạ cái chỗ đó đó. Để vô tủ mát thoải mái để giờ ăn. Thế thì phải ăn với nước cốt dừa lỏng nữa. Rồi thì mình sẽ tiếp tục cho các bạn thấy ha. Đó, mình để nguội á, rồi mình cắt ra cái nó có cái da lợn nè các bạn ha, ở dưới nạc trên mỡ nè. Nhìn thấy đẹp thấy ngon ghê không?
nguội nó mới vậy được, chứ còn nóng thì nó không được. Bây giờ cái phần bánh chén thì bà Năm đã nói là mình phải ăn với nước dừa lỏng. Và nước dừa lỏng thì các bạn cứ việc 500g thì mình cho 10g bột gạo và 10g đường hoặc 20 tùy theo mình thích nha. Mình thích ngọt thì mình để thêm, và một xíu muối vào. Và cái này là phần nước dừa lỏng. Đó, cái phần bột gạo này mình bỏ vô rồi mình khuấy đều để mình thắng cho nó lỏng lỏng là được ha. Cái bánh bột mì dè mình đã chia sẻ rồi các bạn nha. Cái này mình để cho nó nguội rồi nè, giờ lấy ra cũng dễ lắm, lấy cái dao nè, nó vậy nó úp nó xuống cái à, đó thấy không, dễ làm không, quá dễ không. Rồi ăn cái này á là với nước cốt dừa nè, đó đồ dừa làm sạch sạch lỏng lỏng vậy nè, chan vô đó. Chan vô rồi thưởng thức luôn, mà mình thưởng thức thì dĩ nhiên khoái khen ngon rồi, mẹ dễ dạt trong trong khe đó đó. Đây là cái đậu xanh cho người ta thấy. Món ngon mỗi ngày. Vì trong đây nè có đậu xanh nè. Rồi cái bột này nè. Nó rất là thơm thơm, nó dẻo, ăn như rau câu các bạn á. Còn nước cốt dừa thì các bạn biết là nó vừa béo mà nó mặn mặn. Rồi hòa quyện với lại mà đậu xanh nữa. Ôi không biết sao diễn tả được chơi. Đó. Còn cái này mình cắt nha. Cái này mình cắt nè các bạn. Đó, mình để vô tủ lạnh qua đêm nè. Giờ mình cắt nè. À, mình hiểu làm sao thì mình chia sẻ như thế đó. Rồi mong các bạn là đóng góp thêm những cái gì đó thiếu sót, rồi đóng góp thêm. Rồi... mà còn sai sót ha, thì các bạn đóng góp thêm cho gia đình mình ha. Càng ngày càng có những cái món ăn nó càng ngon hơn rất là nhiều. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cũng chúc các bạn cho được nhiều sức khỏe. Rồi lúc nào cũng có những cái món ăn ngon cho gia đình. Một lần nữa cảm ơn nha, cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Ủng hộ kênh của mình. Còn cái bánh này nè, các bạn thấy giống như da lợn nè, giống như da heo, thịt heo, nó chỉ cần sắn vô như vậy là lụm luôn đó. Dạ nó đẹp hơn, nó rất là ngon. Hai cái nào cũng ngon, cái bị tự mình làm mình ăn ngon à, vậy thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh Hiếu Huynh trong thời gian qua. Giờ đây các bạn có thể ủng hộ sản phẩm của ông bà Năm Châu Đốc qua các kênh Hiếu Huynh Shop trên Shopee hoặc Lazada, hoặc liên hệ qua số điện thoại 0986 827 867, Zalo 0986 827 867. Tất cả sản phẩm trên Hiếu Huynh Shop là các món đặc sản của Châu Đốc, mang đậm phong cách ẩm thực của người miền Tây. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.